Rồi chào quý anh em nha. Thì hôm nay về cái căm này anh em. Mình đợt này về được hàng ít quá anh em nha. Thì một số anh em mình hứa anh em là mình bỏ xỉ á. Thì chắc là mình sorry anh em. Tại vì hôm qua mình nhận anh kia 50 bộ nhưng mà bây giờ hàng chiều 4 giờ rưỡi nó về, bây giờ là gần 5 giờ. Mà nó về được có 30 bộ anh em. Giờ chỉ bán lẻ thôi, không bỏ xỉ được nha. Và nếu 30 bộ thì thực sự rất là nhanh hết. Cho nên là nếu như mà anh em chúng ta cần á thì anh em mua sớm. Còn nếu mà hết thì anh em vui lòng anh em đợi nha. Có thể là khoảng qua lễ mình mới có lại. Thì giờ nó có khoảng 30 bộ nè. Thì anh em nào dọn Tết đi, dọn xe đi chơi lễ thì cũng được. Mà anh em chúng ta căm anh em bị sét nhiều thì anh em về anh em thay xe nhà cũng được. Con căm này thì dạng căm chân vàng, màu căm thì màu mỡ gà nha anh em nha. Nó cứ vàng vàng óng óng rất là đẹp. Và cái đầu căm bánh trước là căm chân trước là căm nhỏ nha anh em nha, rất là nhỏ, nhỏ như cọng tăm vậy đó. Thì nó đúng căm Thái cho anh em. Đó. Đây, made in Thái Lan cho anh em nha. Nên là anh em yên tâm. Mà cái hàng này thì nó lại nay nó lại không có nhiều với đâu chứ. Có đợt mình về nhiều lắm nhưng mà không biết sau này mình trông chờ bữa giờ cuối cùng nay về được có mấy chục bộ à. Rồi không biết rồi có đủ bán hay tới đâu hay tới đó thôi anh em ơi. Thì mong anh em thông cảm nha. Thì gửi lời xin lỗi cho anh em, một số anh em mà mình thất hứa với anh em á. Thì lên cái clip này, còn những anh em mà mua lẻ thì anh em tranh thủ anh em mua. Vì giờ thực sự ra nếu mà giờ mình nói mình giao hết sỉ cho anh em là mình không có hàng để bán. Thì cho nên là mong anh em thông cảm, còn anh em nào lấy 5 bộ thì mình vẫn ok. Chừa cho anh em được, còn anh em nào lấy mà nhiều 50 bộ như anh Quang ở trên Đà Lạt như hôm bữa thì đã thua. Anh em mong anh em thông cảm ha. Đó. Thì clip này mong anh Quang ở Đà Lạt thông cảm giúp em, tại vì đạt 50 bộ cả nửa tháng này rồi. Mà giờ về được có 30 bộ anh em không có đủ giao khách. Thì có nếu mà anh cần thì mình gửi trước cho 5 bộ ha. Còn bữa sau về thì mình bù sau, tại vì anh đó anh hay lấy hàng của Đạt đó anh em. Nói chung là cũng khách sỉ của mình. Rồi, anh em nào chúng ta cần thì anh em có thể quan tâm nha. Liên hệ cho Đạt 220.000 một bộ, là một bộ nó gồm hai bánh nha anh em nha. Bánh trước và bánh sau này nè. Đó, thì căm nó màu vàng và chân nó vàng vàng óng luôn. Căm thì anh em sẽ thấy nó ăn màu mỡ gà này, rất đẹp nha. Tại vì giờ 5 giờ mấy rồi, giờ này xe nó đang bốc hàng nên là mình chỉ có tranh thủ mình quay sớm cho anh em như vậy, lên cái thông báo cho anh em cũng như là mong một số anh em thông cảm ha. Còn chưa có thể quay chi tiết được, quay chi tiết bộ căm thì anh em cũng biết rồi, mình cũng không quay kỹ nữa. Anh em nào lấy thì tranh thủ lấy giúp cho Đạt nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.